Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 30 m² thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Nhà thì được thiết kế và xây dựng cuối năm 2019. Thiết kế của ngôi nhà cũng tương đối là hợp lý mọi người ạ. Và nhà sân có nhu cầu chuyển đổi công tác nhờ bên Nhà Tốt bán. Hướng nhà Đông Bắc, mặt tiền của ngôi nhà hơn 3 m. Thiết kế 4 tầng ra sao, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Căn nhà này thì là nhà cũ nha mọi người. Nói chung nhà có như thế nào thì em sẽ quay review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Hướng nhà là hướng Đông Bắc. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái thiết kế của ngôi nhà 4 tầng đơn giản nhưng mà được cái ưu điểm là chủ nhà thiết kế toàn bộ nội thất cho mình rồi. Nên là theo đúng hiện trạng là quý vị dọn đồ về và ở ngay. Hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1. Mời quý vị vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với không gian tầng 1 thì chủ nhà lắp đặt thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Khi mà bước chân vào đây thì đây là bên này là để tủ giày, tủ dép mọi người nha. Còn đây là toàn bộ phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Về cơ bản thì nhà cũ nên là sẽ quay đúng theo hiện trạng những gì đang có. Và ở trên video có gì thì chủ nhà bán kèm theo là như vậy. Đó, đây là phần không gian phòng khách. Thì chủ nhà cũng có để lại một bộ sofa cũ cho quý vị. Nói chung với căn nhà diện tích 30 m, thiết kế tương đối thôi. Còn để tuyệt đối thì ai cũng mong muốn là đường to, ngõ rộng, ô tô. Căn nhà này ngõ trước nhà 2 m, cách với lại hai nhà là ra tới đường ô tô. Và với cái vị trí của nó thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tiện ích xung quanh đầy đủ, ngập tràn, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Đi lại, giao thông thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm Hà Đông, Hoài Đức, Chương Mỹ. Quốc Oai cũng đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài hoặc là đi từ Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Căn nhà này cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km, cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 2,5 km quý vị nhé. Xung quanh thì gần trường Đại học Phenica, trường Đại học Đại Nam, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Về cơ bản thì nội thất chủ nhà thiết kế lắp đặt hết rồi. Và quý vị chỉ việc gọi là xách đồ về ở thôi. Hút mùi, bếp thì chủ nhà mang đi rồi. Chậu rửa, vòi rửa rồi là phụ kiện inox 304 thiết kế. Ở đây là phần khu vực để tủ lạnh và một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Quý vị nào đang hợp hướng Đông Bắc mà tìm nhà thuộc phường Yên Nghĩa thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Nói chung là giá tương đối là hợp lý. Giá bán em sẽ để cụ thể dưới phần bình luận. Căn nhà này sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, không lỗi phong thủy, không nằm trong diện quy hoạch quý vị nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở đây hoàn toàn là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Mời quý vị theo chân của anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà 30 m 4 tầng này thiết kế công năng sử dụng ra sao. Và anh đã bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Với đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ, hướng ra cái hướng Đông Bắc đây quý vị. Nội thất thì chủ nhà đã thiết kế full phòng ngủ cho quý vị. Giường, tủ, kệ, điều hòa lắp đặt đầy đủ hết. Và có ban công nhỏ hướng ra phía phần mặt ngõ, tủ quần áo này, giường này, kệ này. Đây, quý vị có thể tham khảo. Nói chung mỗi một căn nhà có một ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Nhà mới thì em sẽ review là nhà mới. Nhà cũ sử dụng thì em cũng sẽ review là nhà cũ sử dụng. Gạch lát nền, kích thước gạch 50-50, vân gỗ. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía phần tầng 2. Phòng vệ sinh này thì hiện tại đang bị mất điện mọi người ạ. Đó. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và hiện tại em đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2. Tuy nhiên ở trong phần tầng 3 thì chủ nhà thiết kế ở đây là giường tầng. Ngày xưa thì chủ cũ có hai bạn nhỏ cho nên là thiết kế đây. Nhà có sao thì sẽ quay review chuẩn cho quý vị là như vậy. Này. Đây là góc học tập của hai bạn.
Đây là giường tầng trên và dưới. Nói chung với một cái căn nhà diện tích 30 mét thiết kế 4 tầng mà nội thất thiết kế hài hòa thì vẫn đủ phòng ngủ cho các con. Phòng vệ sinh sử dụng ở ngoài phần tầng 3. Đây nha quý vị. Đó. Và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Và hiện tại của anh đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 thì thiết kế cho quý vị ở đây là một khu vực để máy giặt, một phòng riêng quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Với căn nhà này thì chủ nhà để đây là phần phòng thờ. Đó. Ở trên này thì chủ nhà có thiết kế lên một cái cầu thang phụ đi lên trên phía tầng trên cùng để làm sân phơi quý vị nhé. Mời và với cái căn nhà diện tích 30 m 4 tầng mà anh đã review chuẩn từ tầng 1 cho tới lên các tầng phía trên. Quý vị nào muốn tìm hiểu và đang quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo duy nhất hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.